Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì một loạt các nước trong khu vực châu Á đã đưa ra các biện pháp mạnh tay để đối phó với vấn nạn tin giả. Do sự quản lý lỏng lẻo của các mạng xã hội thì tin giả xuất hiện ngày càng nhiều và đang trở thành một vấn nạn không chỉ của Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Có tới 86% người dùng Internet thừa nhận rằng họ bị lừa do tin giả, chủ yếu là xuất phát trên mạng xã hội Facebook. Không chỉ lan truyền trên thế giới mạng mà nguy hiểm hơn, tin giả đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con người. Mở đầu phần tiêu điểm quốc tế trưa nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số vụ việc tin giả gây hậu quả nghiêm trọng tại một số quốc gia. Hai mươi mạng người bị đánh hội đồng đến chết, hay một người bị đám đông 2.000 người đánh đuổi đến tử vong. Tất cả chỉ vì những tin đồn vô căn cứ lan truyền trên WhatsApp rằng họ là băng đảng bắt cóc trẻ con. Tại Ấn Độ có hơn 1 tỷ chiếc điện thoại được kết nối mạng, nhưng nhiều trong số đó lại là công cụ làm lan truyền tin giả, tin sai sự thật. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại những vùng sâu vùng xa của Ấn Độ, nơi người dân thường không có thói quen xác thực thông tin. Chính vì thế, những tin đồn như bắt cóc trẻ em có thể dễ dàng gieo rắc nỗi sợ hãi, tức giận và thôi thúc người ta có những hành vi cực đoan, gây ra hậu quả không thể cứu vãn với nạn nhân. Còn tại Indonesia, tin giả đã gây ra cả một sự hỗn loạn ngay trong thời điểm nước này đang phải khắc phục hậu quả của thảm họa kép động đất sóng thần. Cách đây một năm, trên mạng bắt đầu lan truyền những tin giả như sắp có trận động đất mạnh hơn hay vỡ đập. Mục đích nhằm khiến người dân hoang mang, bỏ đi sơ tán để kẻ xấu có cơ hội trộm đồ. Một số người đã dùng hình ảnh và video giả mạo để tăng độ nghiêm trọng của sự việc. Tin giả kiểu này đánh trúng tâm lý người dân khi vừa phải gồng mình để tái thiết cuộc sống, vừa hoang mang trước nguy cơ một thảm họa tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính quyền Indonesia ngay sau đó đã phải lên tiếng bác bỏ những thông tin trên để trấn an người dân. Một ví dụ khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng, đặc biệt là các nước phát triển, đó chính là về vaccine. Những nội dung gợi ý hiển thị đầu tiên khi tìm kiếm về vaccine trên Facebook sẽ là vaccine và tự kỷ hay anti-vaccine. Khi bấm vào gợi ý, kết quả sẽ trả về các trang Facebook lan truyền thông tin sai lệch về vaccine. Trên Instagram cũng vậy, khi tìm kiếm theo hashtag, kết quả hàng đầu là vaccine kill, có nghĩa là vaccine chết người, với hơn 17.000 bài viết. Hậu quả là ngày càng nhiều bậc phụ huynh trở nên hoài nghi, thậm chí từ chối phương thức phòng bệnh này cho con và khiến Mỹ rơi vào dịch sởi tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đó chỉ là một vài hệ lụy từ tin giả, nhưng đằng sau tin giả lại là mục đích thật của những người cố tình phát tán. Cuối tuần qua, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, 20 quốc gia đã ký thỏa thuận ngăn chặn lan truyền tin giả trực tuyến và thúc đẩy kiểm soát nội dung trực tuyến. Tính đến nay, thì các chiến dịch chống tin giả đã diễn ra ở ít nhất là 70 quốc gia trên thế giới. Singapore là quốc gia mới nhất tham gia vào làn sóng này. Vào ngày hôm qua, 2 tháng 10, nước này đã chính thức luật hóa các biện pháp chống phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng Internet. Và chúng tôi đã kết nối với phóng viên Trần Khiên, thường trú Đài truyền Việt Nam tại Singapore, để tìm hiểu kỹ hơn về động thái này. Thưa anh Trần Khiên ạ, tại sao Singapore lại đưa chống tin giả thành luật vào thời điểm này ạ? Vâng. Trước hết là phải thấy rằng là Singapore là quốc gia có hệ thống hạ tầng viễn thông và Internet hết sức phát triển. Đồng thời, nước này cũng đã đẩy mạnh xây dựng quốc gia thông minh và chính phủ điện tử. Do đó, thông tin trên các nền tảng Internet và mạng xã hội rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội hay trên các nền tảng Internet đã gây ra những hậu quả về kinh tế và xã hội. Vụ việc Facebook từ chối gỡ bỏ bài viết không đúng sự thật về việc liên quan tới các ngân hàng Singapore trong bê bối tài chính quỹ 1 MDB của Malaysia hồi cuối năm 2018 là một minh chứng cho điều này. Chính vì thế, chính phủ Singapore khẳng định luật chống tin giả là cần thiết nhằm ngăn chặn việc lan truyền những thông tin sai sự thật. Nội dung chính của luật này cho phép nhà chức trách Singapore ra lệnh yêu cầu các cá nhân và tổ chức phải gỡ bỏ những nội dung không phù hợp trên các nền tảng mạng xã hội và Internet. Cụ thể, luật mới này trao quyền cho các bộ trưởng trong chính phủ yêu cầu các trang truyền thông xã hội như Facebook và Twitter gắn cảnh báo bên cạnh những nội dung đăng tải mà nhà chức trách xác định là giả mạo, và đối với các trường hợp nghiêm trọng thì phải gỡ bỏ những nội dung như vậy. Nếu một hành động mà bị đánh giá là độc hại và gây tổn hại tới lợi ích của Singapore, các công ty có thể bị phạt tiền lên tới 1 triệu đô la Singapore, tương đương với khoảng 735.000 đô la Mỹ, trong khi các cá nhân vi phạm thì có thể phải đối mặt với án phạt tối đa là 10 năm tù giam. Xin mời trường quay. Xin được cảm ơn anh Trần Khiên.
Thưa quý vị, từ điển Collins đã từng chọn fake news hay tin giả làm từ của năm. Sau khi mà chứng kiến tần suất sử dụng từ này trên truyền thông đã tăng gần 400% chỉ trong vòng một năm. Và đây là cách mà họ lựa chọn để minh họa cho tin giả. Đây là những hình ảnh được dàn dựng thêm hiệu ứng cắt ghép nhưng lại được truyền thông như là một thông tin nóng hổi vậy. Và khi mà đến với công chúng thì nó đã trở thành một thông tin bị bóp méo thật sự. Bất chấp sự phổ biến của công nghệ xác minh và các phương tiện truyền thông xã hội thì người dùng mạng Internet vẫn luôn bị quay cuồng trong cơn bão thông tin thật giả lẫn lộn. Vậy tại sao mà chúng ta lại dễ dàng tin vào các thông tin giả mạo đến vậy? Hãy cùng lắng nghe một số ý kiến chuyên gia ngay sau đây. Viện Công nghệ Massachusetts MIT đã tiến hành nghiên cứu về tốc độ lan truyền tin tức trên mạng xã hội Twitter tại Anh. Kết quả, tin tức giả mạo có sức mạnh lan truyền như một vết dầu loang với tốc độ nhanh gấp 6 lần so với tin thật. Sự phổ biến của mạng xã hội càng dễ khiến người dùng trở thành con mồi. Khác với virus thông thường, tin tức giả không hướng tới con người một cách ngẫu nhiên. Nhờ vào kho tin tức dồi dào trên mạng xã hội và hình thức quảng cáo online, những đối tượng tạo ra tin giả có mục tiêu nhắm trực diện vào những nạn nhân, là người có xu hướng không sàng lọc và dễ chia sẻ thông tin không kiểm chứng. Câu từ và hình ảnh được biên tập có tính toán để tạo sức hút. Người ta càng dễ bị phẫn nộ, bị thu hút và cuối cùng là bị chia rẽ thành nhiều luồng ý kiến, thì họ sẽ càng có xu hướng đăng tải lại và chia sẻ chúng. Chúng ta nên học cách hoài nghi trước những tin tức có nội dung được đẩy lên cao trào, như chính trị hay các vấn đề an sinh xã hội. Đó là những thông tin mà tự thân chúng đã là chủ đề bàn tán của công chúng, và rồi sẽ bị sử dụng để khiến người đọc tranh cãi lẫn nhau. Quá trình xác định các đầu mối chia sẻ thông tin còn được thúc đẩy nhờ vào dữ liệu mà các công ty công nghệ vẫn thu thập và bán cho các nhà quảng cáo. Về cơ bản, tin giả có thể do bất kỳ ai truy cập được Internet tạo ra và che giấu một cách chuyên nghiệp dưới vỏ bọc của sự tin cậy như bạn bè, nguồn tin thân cận, tên báo chí nghe có vẻ chính thống và cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Phải nói là họ đã khá hiểu cái tâm lý của cái cư dân đưa ra cái thông tin để chia sẻ và mở cái đường để cho mọi người khác có thể tham gia vào cái câu chuyện đó. Một trong cái hình thức tin đồn rất rõ mà họ hiện dụng đó là vấn đề mà dựa trên cơ sở những cái thông tin có thật được kiểm chứng rất thật, nhưng mà họ đưa những cái tin đó lên đầu, nhưng mà cùng với cái tin đấy là họ truyền tải đồng thời với nó là những tin để phục vụ lợi ích của họ. Theo các nhà tâm lý học, chúng ta còn có xu hướng sẵn sàng tin vào một điều gì đó mơ hồ chỉ vì nó phù hợp với quan điểm cá nhân mà bỏ qua những sự kiện thực tế hoặc cảm thấy không thích nó. Bên cạnh đó, với công nghệ chỉnh sửa hình ảnh như hiện tại và sau đây là trí tuệ nhân tạo deepfake, chúng ta đang tiến đến một thời kỳ mà một hình ảnh, một đoạn clip bạn đang tai nghe mắt thấy hoàn toàn có thể không phải là sự thật. Ở đây rõ ràng là vai trò của các hãng công nghệ là vô cùng thiết yếu để mà ngăn chặn tin giả trên chính các tiện ích và dịch vụ mà họ cung cấp. Các công ty và viện công nghệ trên thế giới đã vừa hợp tác để triển khai sáng kiến mang tên Thách thức Deepfake để nâng cấp các công cụ phát hiện video và các loại thông tin truyền thống bị bóp méo nhờ vào trí tuệ nhân tạo AI. Không chỉ các hãng công nghệ, cuộc chiến chống tin giả cũng đang là mặt trận nóng bỏng của chính phủ nhiều nước. Năm ngoái, chính phủ Đức đã thông qua đạo luật yêu cầu các mạng xã hội phải loại bỏ các bài viết có nội dung, ngôn từ kích động thù địch hay sai sự thật trong vòng 24 giờ. Nếu không sẽ bị phạt tới 55 triệu đô la Mỹ. Cũng trong năm ngoái, Malaysia ban hành luật kết tội những người tạo và phát tán tin giả. Bất kỳ ai phạm tội có thể bị ngồi tù tới 6 năm hoặc chịu mức phạt lên tới 119.000 đô la Mỹ. Tại Trung Quốc năm 2018, một nền tảng điện tử đặc biệt có tên Piyao được ra mắt. Đây là nơi xác minh các tin giả đang được lan truyền trên Internet. Tháng 3 năm 2019, Nga ban hành đạo luật phạt các cá nhân tới 6.100 đô la Mỹ khi lan truyền thông tin giả trên mạng, có nguy cơ dẫn tới hành vi vi phạm an ninh trật tự quy mô lớn. Mạnh tay hơn, ngày 21 tháng 4 năm 2019, chính phủ Sri Lanka đóng cửa Facebook cùng hàng loạt trang mạng xã hội khác đang hoạt động tại quốc gia này nhằm ngăn chặn sự lan rộng của các thông tin sai lệch, giả mạo liên quan tới các vụ tấn công khủng bố khiến gần 300 người thiệt mạng và bị thương. Năm ngoái, các tin giả trên Facebook cũng được xem là nguyên nhân dẫn tới các cuộc bạo động tại Sri Lanka. Thái Lan cho biết sẽ mở trung tâm chống tin giả đầu tiên của nước này vào tháng 11 để xác minh những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.
Trung tâm này sẽ công bố thông tin đúng cho công chúng thông qua một trang web mới và ứng dụng như Facebook và Line. Thái Lan tuyên bố mở trung tâm chống tin giả chỉ 2 tháng sau khi nước này đề xuất các công ty công nghệ thành lập các trung tâm chống tin giả tại mỗi nước thành viên ASEAN. Hội đồng các nhà quản lý viễn thông ASEAN đã chấp nhận đề xuất này của Thái Lan. Đề xuất có thể được chính thức đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 11. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, luật chống tin giả của Singapore đã có hiệu lực. Theo đó, các công ty gieo rắc tin giả sẽ bị phạt tiền lên tới $1 triệu Singapore, tương đương 735.000 đô la Mỹ. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt $100.000 đô la Singapore và đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù giam. Hiện nay thì Việt Nam của chúng ta cũng đã có hành lang pháp lý cho hành vi phát tán tin giả được quy định trong luật an ninh mạng và bộ luật hình sự. Cụ thể là hành vi phát tán tin tức giả sẽ bị phạt hành chính nặng nhẹ tùy theo mức độ. Trong trường hợp mà có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì người tung tin có thể bị truy cứu hình sự và phạt tù từ 3 tháng cho đến 7 năm về tội vu khống.